Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đi săn ha. Thì hôm nay mình sẽ săn ở cặp cái bờ sông lớn như thế này. Thì có thể là mình có thể qua bên kia luôn. Thì để xem cái thành quả ngày hôm nay như thế nào thì mình mời tất cả các bạn cùng đi theo mình để chúng ta khám phá buổi săn ngày hôm nay nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Các bạn, mình vừa phát hiện con cá khá to luôn các bạn. Ồ, con cá. To ghê luôn. Mất tiêu rồi. Ủa. Lại đây các bạn. Trời ơi, con cá nó to. Ôi, chín rồi các bạn. Ôi, cá thủy quái nữa rồi. Ôi. Ôi các bạn ơi, to. Lồi này nè. Ôi, lên đây các bạn. Trời ơi, trời ơi. Ôi, cá to. Cá mấy chục cân các bạn ạ. À. Chết rồi. Ôi, ôi, cá. Quá trời cá luôn. Trời ơi. Quá, wow, các bạn ơi, cá mấy chục cân. Thì quái nữa rồi. Wow. Ôi, ôi các bạn cá. Ôi. Trúng tiễn rồi. Hôm nay trúng tiễn rồi. Ôi. Ôi. Không mà ngạo cá. Trời 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 trời. Quá. Wow. Ôi, lồi lên tới đây luôn. Trời ơi. Lồi chân ngược trở lại nữa nè. Lồi gà dưới xong. Quò mé lại. Quá trận cá. Ui, nó chạy theo mệnh luôn các bạn. Ui. Wow, cá. Ôi ôi ôi, đúng là thị quái các bạn à, cá to. Ôi ghê luôn. Ôi. 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 Bây giờ nó lôi mình luôn rồi. Bây giờ. Wow, nó lôi mình. Hàng khủng rồi các bạn ạ. À. Đúng là vô hàng khủng rồi. Hàng khủng, hàng khủng. Ôi ôi, cá. Đây, lộn ngược trở lại. Ôi. Lộn mình luôn. Wow. Mệt luôn rồi, mình mệt rồi. Mình mệt mà cá nó chưa mệt nữa. Wow. Quá trời mệt. Cá nó chưa mệt nữa. Mệt thật các bạn. Wow, cá.
cho mình ngồi nghỉ chút xíu nha, mệt quá, mình lôi nó mệt quá. Cá này hơn 1 mét các bạn ạ, đúng ngay hàng khủng luôn. Hàng khủng nữa rồi. Không mạnh các bạn ạ, còn lôi nữa. Trời ơi. Giờ mình chưa dám bắt nó lên nữa, mình để cho nó mệt chút xíu mình sẽ bắt nó lên. Chứ giờ nó còn dễ dụa mạnh lắm. Ôi các bạn thấy không, nó dài nữa. Ôi, đúng ngày hàng khủng luôn rồi các bạn. Mệt ghê luôn. Mình thấy nó cũng hơi mệt rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt nó lên nha. Mình gắn cho nó mệt chút xíu nữa. Mình bắt nó dễ hơn. Ôi, nó còn bơ mạnh đó các bạn. Thôi chưa, thôi chưa. Wow. Mệt quá. Rồi, bây giờ nó mệt rồi, mình giờ mình sẽ chuẩn bị bắt nó lên nhé. Rồi các bạn ạ, bây giờ mình sẽ tiến hành kéo con cá khủng lên cho các bạn xem nha. Hôm nay thật là một ngày may mắn, bây giờ mình đã gặp một cái con cá khủng như thế này. Đây là hàng khủng nha các bạn. Các bạn à, hàng khủng nữa rồi. Hàng khủng. Con này chắc mình lôi lên không nổi quá. Wow, ăn cá. Thôi xong rồi, mình lôi không nổi rồi. Trời ơi. Không nổi rồi các bạn ơi, nặng quá. Trời ơi, cá to. Nặng quá, lôi không nổi luôn. Kéo lên lần nữa nha. Các bạn ạ, ô cá khủng nữa rồi. Cá hàng khủng. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thành quả mình bắt được một con cá hàng khủng nha. Nặng quá, mình ôm không nổi luôn các bạn.
có mấy chục cân các bạn ạ. Nặng quá trời nặng luôn. Đây coi như là hàng khủng rồi. Nặng ghê. Thành quả quá, khá là tuyệt vời nha. Hàng khủng nha các bạn. Con này mấy chục cân á. Nặng quá. Đi mình bỏ mình để xuống chút xíu nha. Nặng quá. Thật sự hôm nay là một ngày khá là tuyệt vời. Mình săn được một con hàng khủng. Mệt với nó luôn các bạn. Mình kéo lên mệt luôn mà mình ôm nó lên cho các bạn xem cũng mệt nữa. Tại nặng quá. Để mình lấy sức mình bê nó lên lại cho các bạn xem nha. Đây hàng khủng các bạn. Thật sự nặng quá. Tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cọc dây, mình sẽ neo nó ở dưới đây ha. Mệt quá các bạn. Thật sự đổ mồ hôi với nó luôn. Hàng khủng thật. Tuyệt vời tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thả con cá xong để mình neo nó nha. Không thôi là để trên bờ thì nó chết. Giờ mình phải lôi nó nặng á. Bạn thấy không? To hơn cái mình có cái người của mình đó nè. Hết hồn cá. Nó đây. Rồi bây giờ mình sẽ để tạm nó đây nha. Thật sự là gặp ngay hàng khủng. Con này hơn 1 mét các bạn. Các bạn ơi, hiện tại bây giờ trời đã chuẩn bị tối rồi, mình cũng xin tạm dừng cái video tại đây. Trước khi dừng cái video này, mình sẽ cho các bạn xem một lần nữa mình bắt được một con cá chấm hàng khủng ngày hôm nay nha. Thì thành quả hôm nay khá là tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thành quả mình bắt được một con cá chấm hàng khủng nha. Qua nó lôi các bạn. Wow, các bạn, nó to, nặng quá. To các bạn. Đây các bạn, một con cá chấm hàng khủng, con này mấy chục cân. Thì thành quả hôm nay khá là tuyệt vời nha. Nặng quá các bạn ạ, nó dễ dù quá, mình không làm lại luôn. Rồi, khá là tuyệt vời ha. Rồi, mình xin kết thúc cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.